Soạn thảo hợp đồng, một kỹ năng tưởng chừng rất dễ, nhưng để có thể soạn thảo một hợp đồng chuyên nghiệp, đầy đủ căn cứ pháp lý và chuẩn về mặt hình thức thì như thế nào? Tất cả những vấn đề thắc mắc đó, chúng tôi, Học viện Pháp chế ICA có thể giải đáp cho bạn trong khóa học soạn thảo hợp đồng. Các bạn sẽ được tham gia 6 buổi học cùng đội ngũ giảng viên là giám đốc pháp chế của các tập đoàn, giám đốc của các công ty luật tên tuổi tại Việt Nam. Thông qua khóa học này sẽ giúp các bạn trang bị thêm nhiều kiến thức chuyên sâu hơn về kỹ năng soạn thảo hợp đồng như nghiên cứu chuyên sâu về lý thuyết, đảm bảo nội dung, hình thức, trình tự và quy tắc để soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong khóa học của ICA, các bạn sẽ được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia, chuyên viên trong lĩnh vực pháp lý. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được nhận những phần quà, những ưu đãi cực lớn từ ICA nhé!